Tiếp tục chương trình thời sự tối nay là các ghi nhận liên quan đến hoạt động của lực lượng vũ trang. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 302, Trung đoàn 88 tỉnh Đồng Nai. Trong không khí thân mật, đoàn công tác tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 302, Trung đoàn 88 tỉnh Đồng Nai. Chúc các đơn vị tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Dịp này, đoàn đã đến thắp hương tại đài tưởng niệm khu di tích Đoàn 125, tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng Đoàn kết cứu nước Campuchia tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và dân hương tại nghĩa trang nơi an nghỉ của các chiến sĩ Campuchia. Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bàn giao nhà nghĩa tình quân dân cho gia đình bà Thái Thị Thanh ở ấp 1 xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, là gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà được trao tặng có diện tích 100m², kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Tổng chi phí xây dựng là 100 triệu đồng, gồm 80 triệu đồng do Phòng Hậu Cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vận động Công ty Tư vấn và Thiết kế Xây dựng Kiến Minh tài trợ, 20 triệu đồng do gia đình bà Thanh đóng góp thêm. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty Kiến Minh, Công ty Hoàng Hiếu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng đại diện chính quyền địa phương còn tặng gia đình bà Thanh nhiều vật dụng thiết yếu trong gia đình. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn công tác của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phú Mỹ đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ, công nhân viên Công ty Cổ phần Tân Cảng Cái Mép thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Tổng Công ty Ba Son nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại các nơi đến, lãnh đạo Thị ủy Phú Mỹ gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên các đơn vị, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của hai đơn vị với đảng bộ chính quyền thị xã Phú Mỹ trong việc thực hiện công tác dân vận, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đóng tại phường 11 thành phố Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 11, nhóm từ thiện chia sẻ Sharing, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh sản xuất bao bì Nam Phát, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo năm 2020. Tại chương trình, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đã tuyên truyền về luật cảnh sát biển và tác hại của ma túy cho gần 200 người dân, tặng 3 loa kéo di động cho nhà thờ Phước Thành, chùa Dược Sư và chùa Pháp Thắng, tặng 12 suất quà cho gia đình chính sách, tặng 50 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình, các y bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Trạm Y tế phường 11 đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 100 hộ nghèo, đối tượng chính sách với tổng kinh phí 45 triệu đồng. Dịp này, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 3 và Ủy ban Nhân dân phường 11 thành phố Vũng Tàu đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận, cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo năm 2021.